Chào các bạn đến với khóa học Microsoft Project Professional. Thì hôm nay là ngày số 5. Tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách lập danh sách các công việc của dự án. Ok, chúng ta bắt đầu nhé. Tôi sẽ mở Microsoft Project lên này. Tôi tạo mới một project. Ok. Rồi, tôi sẽ cho to phần task này một chút này. Ok. Mặc định view thì sẽ để ở view ở đường găng nhé. Ok. Thì chúng ta sẽ có hai cách, đúng không? Thì chúng ta có thể gõ những cái task vào đây bằng gõ tay chi tiết từng task một vào trong phần task name vào đây. Hoặc bạn có thể copy cái task từ một cái file Excel hay file kế hoạch nào đó, đúng không? Ở đây tôi đã chuẩn bị một file Excel rồi. Đây là file task của tôi, đúng không? Tôi sẽ có những cái task ở đây này. Project kick off, đúng không? Tôi sẽ copy vào đây. Copy toàn bộ. Tôi mở Microsoft Project của tôi lên. Tôi sẽ cho to cái này lên một chút này. Tại tên task hơi dài, đúng không? Paste vào đây. Ok. Tôi sẽ cho toàn bộ tất cả các task này của tôi là auto nhé. Thì mặc định nếu mình để task là task manually là chỉ bằng tay ấy, thì phần duration là chưa fill duration ở đây đâu, đúng không? Tôi sẽ select toàn bộ, chuyển sang auto. Thì khi bạn chuyển sang auto thì tất cả duration nó sẽ tự động fill là một ngày. Đấy. Và ngày nó sẽ lấy từ ngày start date của dự án, đúng không? Ok. Tiếp theo nữa, tôi sẽ vào phần Project, Project Information. Tôi chỉnh ngày start của dự án. Ví dụ tôi start dự án là 10 tháng 2 chẳng hạn. Ok, đúng không? Rồi. Ok, chúng ta đã copy toàn bộ những cái task từ file Excel vào rồi. Thì tôi muốn nó hiển thị một cái tên Tatcha, nó là cái project là Client Website Development Master Plan. Thì tôi sẽ copy tên này, tôi save nó lại, tôi sẽ lưu vào trong Dropbox của tôi nha. Bạn lưu đâu cũng được. Tôi save nó lại. Ok. Sau đó tôi sẽ làm gì? Tôi sẽ mở phần Project. Đây, tôi sẽ mở file này, option, phần advanced. Tôi sẽ kéo xuống dưới. Ở trong phần display option for this project, đúng không? Tôi sẽ lựa chọn là show project summary task. Ok. Đấy. Thì khi đó nó sẽ hiển thị cái phần summary task của tôi ở đây, đúng không? Task cha và task con đấy. Tất cả những task từ cái row số 1 sẽ là task con của cái task client website development master plan, đúng không? Thì nó sẽ mặc định nó set cái task này ở row 0. Đấy. Ok. Phần task, đúng không? Ok. Tiếp theo tôi sẽ làm gì? Thì bạn để ý mở lại file Excel nhé. Ở phần Excel này ta có những cái task cha, task con này. Dụ task project kick off này, task cha này. Cái này là task cha này. Cái này là con của thằng discovery này. Nhưng trong phần requirement gathering thì chúng ta sẽ có rất nhiều những task con nữa này. Đấy. Bây giờ ta phải đi sắp xếp lại cho phù hợp, đúng không? Ok. Rồi. Thì để tạo task cha, task con chúng ta sẽ làm gì? Tôi sẽ cho hai cửa sổ cho nó dễ nhìn nhé. Một cửa sổ này hơi khó nhìn. Đấy. Tôi sẽ cho nó nhỏ lại một chút. Ok, tạm thời như vậy. Phần project này cũng vậy, tôi sẽ cho nhỏ lại một xíu. Đấy. Tôi sẽ tạm thời cho cái này nhỏ lại để cho nó dễ nhìn. Nhỏ lại tí nữa. Ok, tôi sẽ cho xong cái này.
Nhỏ lại một chút xíu nữa. Ủa, to vậy. Đấy, tạm thời như thế này cho dễ nhìn nhá. Ok. Rồi. Thì để tạo được tắt cha tắt con trong mạch Microsoft Project chúng ta sẽ làm như nào? Tôi kéo lên trên. Bạn để ý. Đây phần Discovery nhá. Chúng ta có thằng requirement là con đúng không? Mà trong requirement chúng ta lại có rất nhiều từ collect requirement đến client approve nhá. Tôi sẽ select collect requirement này, client approve này. Bạn để ý ở trong cái tab tab là task này. Group là schedule này. Tôi sẽ có cái thanh mũi tên này này, indent và outdent đúng không? Đấy. Thì tôi sẽ select indent. Lúc này tất cả những task được select sẽ tự động move vào bên trong task con của requirement gathering đúng không? Đấy. Tiếp theo, cái task requirement gathering phải là task con của discovery phase đúng không? Thì tôi phải select requirement gathering. Tôi chọn cái indent. Đấy. Thì toàn bộ sẽ là con của discovery phase. Ok. Tương tự như phần UX UI cũng vậy đúng không? UX UI. Thì UX UI nó cũng là con của discovery phase. Thì tôi sẽ spin một làm từ tắt con trước này. Spin một nó có build wireframe đến design mobile approve đúng không? Build wireframe này. Design mobile approve này. Cho là tắt con này. Lại là con của UX UI này. Ok, cho lên trên này. Tương tự spin 2 cũng vậy. Con này. Con tiếp này. Ok. Sau đó UX UI cũng là con của discovery phase này. Thì tôi lại sẽ select UX UI này cho vào trong. Ok chưa? Đấy. Rồi. Tiếp theo thì front end and back end development. Nó là một task ngang hàng với task discovery phase đúng không? Bên trong nó sẽ có những cái task con là spin 1, spin 2 đúng không? Sau đó chúng ta sẽ có execute SIT cũng ngang hàng với front end back end đúng không? Để cho vào đây. Tương tự. Ok. Bạn để ý là front end đang ngang hàng với discovery phase đúng không? Chúng ta làm tương tự với execute SIT. Ok. Chúng ta sẽ có task deliver to UAT ngang hàng với cái bên trên. Ok. Nó chỉ task độc lập thôi. Nó sẽ là một cái milestone không đầy đúng không? Nó là một cái mốc, cột mốc không đầy đi, tôi để không đầy luôn. UAT execution đúng không? Thì nó có những task con select ngang hàng luôn đúng không? Go live cũng ngang hàng, có những task con đây. Select all. Ok. Vậy khi các bạn nhìn vào trong cái tổng thể đấy thì chúng ta sẽ có những mốc lớn như là một là project kick off này, discovery phase này, front end and back end development này, execute SAT, deliver to UAT, UAT execution and go live đúng không? Đây là những task lớn. Bên trong những task lớn chúng ta có những task con là những sub task ở đây đúng không? Ok đúng không? Rồi. Thì ở phần bây giờ tôi đã gần xong đúng không? Tôi sẽ click vào đây. Từ phần view. View thì tôi sẽ có để nhìn hơi nhỏ đúng không? Đây. Có nút cộng trừ này. Show outline thì on subtask thì hiển hết ra đúng không? Tương tự như vậy. Bạn hai đi thôi, hai sắp tát. Hai ôn tất cả đi luôn đúng không? Show ôn sắp tát. Hay bạn show level 1, level 2, level 3 chẳng hạn. Đấy. Level 2. Rất chi tiết đúng không? Level 3. Còn show ôn. Còn tận 9 level cơ mà. Ok. Khi các bạn nhìn vào tát ở đây đúng không? Mình sẽ có là làm sao để nó đỡ bị nhầm lẫn đúng không? Thì chúng ta sẽ có một phần nữa ở nằm trong phần là format
Show 2. Tôi sẽ cho to được một chút nhá. Lát nữa tôi sẽ cho nhỏ sau. Format này nằm trong phần show 2. Đây, tôi có mục outline number. Kích vào đây. Bạn hover lên đây, nó hiển thị là show the outline number next to the task name, đúng không? Nó hiển thị cái số bên cạnh cái tên task của mình. Đấy, bạn để ý này, 1, 2, 2.1, 2.2, đúng không? Thì như này thì bạn sẽ không bị nhầm, đúng không? Tôi có task cấp số 1 này, level 1 là cái kick-off này. Level 1 nữa là cái discovery phase này, đúng không? Level 2 thì là 2 requirement gathering này, hay là UX UI development này. Đấy. Đấy, tương tự đúng không? Thì mình nhìn vào đây thì không, mình không bao giờ bị nhầm lẫn. Mình không bao giờ nhầm lẫn task này thuộc level nào. Task nào làm trước làm sau không bao giờ bị nhầm được. Đúng không? Ok. Tương tự như vậy thì mình bách phần task này. À, phần task rồi. Ok, phần project nó có phần WBS, có nghĩa hay là gọi là work breakdown structure, đúng không? Nó define or renumber the work breakdown structure. Nó sẽ là alphabet code, đúng không? Thì bạn click vào đây, define code. Clever, đúng không? Mình sẽ để luôn là cái này thứ tự, đúng không? Tôi sẽ để thứ tự level đầu tiên, tôi sẽ để là cái gì đâu? Tôi sẽ để là cái chữ tát này liên quan đến sequence. Tôi select vào đây, đầu tiên sẽ là number thôi. Level 1 là number này, đúng không? Ở đây thực sự có 4 level, đúng không? Level 2 number, level 3 number, level 4 number. Ok, đúng không? Ok, xong rồi thì tôi sẽ làm gì? Tôi sẽ add new một cái WBS vào đây này. WBS, tôi sẽ kéo lên trước, kéo lên trước, kéo lên đầu luôn này. Đấy. Bạn xem đây thì nó không bao giờ bị nhầm lẫn luôn, đúng không? Bạn có thể định nghĩa là cái alphabet cho nó nữa, ABC được ý. Tùy các bạn. Tôi đây tôi để mặc định là số hết. Đây là gọi là cái phân rã chức năng nữa, phân rã công việc của mình làm sao chi tiết hết mức có thể, đúng không? Thì chắc chắn là khi mình làm việc trong một dự án ấy, đúng không? Các công việc task to, cái task to của mình, ví dụ task ở level 1, đúng không? Mình phải phân rã nó nhỏ chi tiết hơn thành level 2. Nếu level 2 vẫn chưa chi tiết thì bạn phân rã nó ở level 3. Đấy. Còn ví dụ cần thiết nữa thì mình phân rã ở level 4. Thường thường là mình phân rã ở tầm level 4 trở lại thôi, thì nó cũng khá chi tiết rồi, đúng không? Còn cùng lắm là mình lên level 5, chứ đừng đến level 9 hoặc là 10 thì nó không hay. Bạn chưa nhỏ quá thì cũng khó quản lý, đúng không? Công việc của mình. Đấy. Như tôi thì thường là đến level 4 là tôi đã cũng dừng lại rồi, tôi không phân rã nhiều nữa. Đấy. Là cũng khá là quản lý và khá chi tiết rồi. Ok, tôi xếp lại nhá. Rồi. Ok. Tiếp theo tôi sẽ làm gì? Tôi sẽ đi estimate. Đấy, tôi xong phần các phần trước rồi, bây giờ tôi đi estimate, tôi để cho nhỏ lại. Ok. Thì tôi sẽ làm gì? Tôi sẽ dựa vào cái thời gian ở đây này. Tôi đi add cái thời gian của nó vào đây. 5 ngày. 5 ngày. 15 0 3 ngày. 0 đây. Những cái mốc nào mà là 0 ấy thì bạn sẽ thắc mắc là tại sao lại là tắt và không đây, không này, thì vậy tại sao lại add vào trong dự án làm cái gì, đúng không? Ok, để trả lời câu hỏi của bạn thì tôi sẽ trả lời là cái này là mình add những tắt nào có duration là không đây thì không phải vô nghĩa đâu nhé. Những tắt là không đây thì nó sẽ là milestone hay là những cột mốc trong dự án đấy. Thì chắc chắn là khi đến mốc đấy là chủ bạn ở đây mình có mốc là mốc deliver BID to client for review, đúng không? Cũng như là mình phải bàn giao những cái tài liệu này cho khách hàng, thì nó là một cột mốc, đúng không? Đấy. Bạn nhớ chú ý nhá,
những cái task nào là không có thời gian là không không nghĩa effort thì nó sẽ là cột mốc của dự án, hay gọi là milestone theo cái định nghĩa đúng của PMI, đúng không? Ok, rồi tôi tiếp tục đi nhập estimate nhé. Tiếp theo là build wireframe. Build wireframe 5 ngày, 2 ngày, 2 ngày 5 ngày 2, 2 0, 5 2, 3, 0 4, 2, 3, 0 Spin 2 5, 2, 3, 0 5, 2, 3, 0 5, 2, 3, 0 5, 2, 3, 0 Đúng không? Build layout. Build layout thì 4, 2, 3, 0 4, 2, 3, 0 Ok. Tiếp theo sang phần funnel. Funnel thì có spin 1 15 ngày 15 Mặc định tôi đang để ở đây nhá, nên tôi gõ 15 thì nó sẽ mặc định ở đây đấy. Bạn có thể cấu hình nó là theo month này, theo week, theo giờ này, theo hour đấy. Thì các bạn nếu chưa biết cách cấu hình như nào ấy, thì bạn xem lại các video trước nhá. Cũng 15 ngày. Ok. Execute testing 5 5 5 tất cả 5 hết. 5 5 5. 5. Deliver to UT thì nó cũng là một milestone, thì là 0 ngày. Ok. Execute UBT 10 ngày. 10, 10, 10, 10, 0. Go live 5, 5, 0, 5, 5, 0. Ok. Chúng ta đã nhập xong. Nhập xong thời gian rồi. Đây là thời gian estimate của dự án đúng không? Thôi tôi thu lại. Tôi phóng to này lên. Ok, chúng ta đã xong, nhập xong rồi. Thì sau khi chúng ta nhập xong thì hiện tại là vẫn chưa có những cái ràng buộc gì với nhau đúng không? Các task chưa liên kết với nhau. Nên là thời gian ở chỗ đường găng này nó chạy cũng chưa đúng đâu nhá. Tất cả các task vẫn đang tính từ ngày start và nó sẽ tính cái end date dựa vào cái duration đấy thôi. Vẫn chưa hoàn thành đâu. Đấy. Cho to lên một chút. Ok. Cho to nhỏ cái này một chút. Nhỏ lấy thêm đất cho những phần khác. Ok. Rồi, tôi xếp nó lại. Tôi đã vừa add xong cái duration cho các task rồi này. Tiếp theo tôi sẽ làm gì? Tiếp theo tôi sẽ add một vài task vào trong timeline. Ok. Đấy. Tôi lấy ví dụ, tôi có các mốc như deliver BID to client for reviews. Đây là một mốc milestone của tôi. Ở đây màu nhé. Mỗi cái mốc, mỗi một cái milestone ấy thì mình hay là một cái gì đó, một cái task, một cái công việc mình cảm thấy nó là quan trọng thì tôi sẽ để các màu khác nhau đúng không? Tôi ví dụ tôi để màu xanh thì tất cả cái dòng đó tôi sẽ chỉ hết màu xanh. Những task nào liên quan đến client thì tôi sẽ để hết màu đỏ. Tương tự như phần khác cũng vậy. Làm sao cần phải để màu như này để cho dễ phân biệt thôi. Chứ thực ra bạn không để màu cũng chả có vấn đề gì chứ nào. Nhưng theo tôi thì bạn nên để màu để nó dễ phân biệt khi khách hàng hay là bạn hay bất kỳ ai thành viên trong dự án của bạn ấy, nhìn vào cái kế hoạch của mình, của bạn thì họ cũng nhìn thấy những cái phần highlight màu khác nhau ấy, họ hiểu là họ phân biệt được ngay. Chứ bạn cứ để màu sắc nó tương tự như nhau để tất cả màu đen thì hơi mất thời gian để mình phân biệt đúng không? Đấy. Ok. Rồi. Tôi sẽ cho to phần timeline một chút này. Bạn để ý phần timeline đấy mặc định thì nó chả có cái gì luôn. Nó chỉ có vài cái mốc, rất ít mốc đúng không? Tôi chả hiểu nó tự lấy tự động kiểu gì. Đúng không? Nó sẽ có một cái ngày 16 tháng 2 lên đây là ngày gì? 16. Tôi xem 16 tháng 2 có mốc gì ở đây không? Tôi chả thấy nó có cái gì ở đây cả. Đấy.
Thì vậy tôi sẽ add một vài những cái task vào đây nhá. Mốc ở đây ví dụ là cái mốc deliver BID nhá, to client nó là một mốc quan trọng đúng không? Tôi sẽ add vào đây. Thì để add một cái task vào trong timeline tôi sẽ làm gì? Đúng không? Tôi sẽ có hai cách. Một là kích chuột phải vào đây. Sau đó bạn kích vào nút add to timeline đúng không? Cách thứ hai bạn có thể làm được là cái trong phần task này. Select cái task trước trong phần task. Group là property cũng có add to timeline. Đây. Đấy. Thì nó sẽ có ngày là mùng 10 tháng 2. Hiện tại tại vì tôi chưa có cái ràng buộc gì đúng không? Thì nó sẽ là để là cái ngày này trùng với ngày để kick off, kick start dự án đúng không? Tôi tạm để như này thôi. Còn trong các trong video sau tôi sẽ hướng dẫn các bạn chi tiết hơn, nói về các ràng buộc cụ thể hơn. Đấy. Tương tự như vậy tôi cũng có cái phần liên quan đến deliver to UAT đúng không? Đấy thì cũng là một tổng app đây cũng được cũng thế. Hay là cái phần mà tôi để tạo một vài cái nhá, liên quan đến nhau nhá, cho nhìn nó dễ. Chứ đây nó dính liền với nhau thì không ổn lắm. Task số 1 này. 1 4 5 6 7 8 ví dụ thế. Đấy. Thì tôi sẽ có ngày deliver to UAT là ngày đây. Nó tự động chuyển sang cuối cùng rồi này. Gần cuối. Đúng không? Xếp lại. Ví dụ tôi sẽ có cái ngày là ngày develop BID. Đúng không? Là 15 ngày. Thì tôi muốn xem là cái tôi đưa những công việc này vào trong khung timeline. Chứ nếu công việc này tôi muốn là tôi cảm thấy là quan trọng và tôi cần theo dõi xem vị trí và thời gian thực hiện của nó như thế nào so với tiến độ tổng thể của dự án, đúng không? Thì tôi sẽ đưa vào thành timeline. Mặc dù nó không phải là milestone đâu, tôi đưa nó vào timeline cũng được, đúng không? Cái chuột phải add to timeline đấy. Thì tôi nhìn tổng thể, đúng không? Cái phần phát triển tài liệu BID của tôi nó kéo dài từ đây đến đây. Đấy. Còn nếu mà bạn kích chuột phải vào đây nhé. À, kích chuột trái, double click, xin lỗi. Trong phần advanced nó có mark task as a milestone. Thì nó tự động thu nhỏ là milestone luôn. Đấy. Chứ không nó không để là kiểu kéo dài nữa. Đấy, tôi sẽ bỏ nó đi. Ok. Tôi đã lấy một cái ví dụ nhé. Ví dụ là tôi để là cái số 2 nhé. Tôi sẽ để cái đoạn cuối này. Cái UAT đi. Start UAT là số 2 đi. Tôi để nó chưa đúng nữa nhưng tôi để tạm thế nhá. Cứ để tạm thế cho nó, cho cái timeline nó thay đổi một chút. Đấy. Tôi xếp nó lại. Thì tôi sẽ làm gì? Tôi sẽ có một cái. Tôi ví dụ cái phần execute UAT thì tôi sẽ bắt buộc tôi để là ngày 23 tháng 7. À đâu? Ngày tôi sẽ để ngày hoàn thành là ngày 21 tháng 2 đi. Thì như thế thì có liên quan đến 49 49 50 51. Đấy. Đây tôi ví dụ là cái task 52 là mùng 8 tháng 5 bắt buộc phải hoàn thành. Đúng không? Thì ở đây chúng ta sẽ làm gì? Tôi sẽ click vào đây. Double click. Nó có phần advanced. Tôi sẽ set cái deadline cho nó. Hạn chót deadline để hoàn thành cái dự án ở đợt cái task này đúng không? Đây là ngày mùng 8 tháng 5. Tôi set đúng mùng 8 tháng 5. Mùng 8 tháng 5. Đấy. Còn cái task time ở đây tôi sẽ làm gì? Tôi sẽ để là fix duration. Đúng không? Tôi có thể add cái này là một milestone cũng được này. Thường thường khi chúng ta add cái con trên ràng buộc là bắt buộc là fix một cái thời gian hoàn thành dự án rồi, hoàn thành cái task rồi thì thường thường nó sẽ để là milestone. Tôi có thể add vào cái timeline để quản lý cho dễ dàng này. Đúng không? Thì bạn thấy này, fix này. Tôi tạm thể để cái này một chút nhá, nó sẽ là 48 được ạ. 48 như thế cho nó kéo dài một chút. Dự án của tôi kéo dài ra.
Không, đây. Nó sẽ là cái... Đây đi, 48 ở đây đi. Cho nó phản ánh chính xác hơn. Đấy. Ok. Thì bạn để ý, chúng ta vừa add một cái tab liên quan đến constraint, nữa là tab nào nữa đây? UID feedback round 2 đúng không? Đấy, mình double click vào đây. Nếu mình không để là milestone thì nó vẫn kéo dài đúng không? Nó kéo dài như này thôi. Đấy. Khi bạn hover vào đây nó hiển thị rõ là cái tab này start ngày nào, end ngày nào và duration là kéo dài bao nhiêu lâu. Đấy. Và hiện tại là phần trăm hoàn thành là bao nhiêu lâu? Là bao nhiêu, là 0% đúng không? Hiện tại mình chưa làm gì đúng không? Đúng không? Thì mình để nó là milestone. Ok. Rồi. Mình để con chuyên hoàn thành mùng 8 tháng 5 nhé. Ok. Nếu tôi click vào đây, tôi đổi lại con chuyên là mùng 7 tháng 5. Đấy. Thì nó sẽ hiển thị là mình winning ở đây ngay luôn lập tức cho tôi này. Màu đỏ này. This start go past it deadline on Thursday đúng không? Có nghĩa là cái gì? Có nghĩa là cái task này của bạn ấy đã bị quá deadline. Đúng không? Có nghĩa là bạn estimate là 10 ngày. Đó nghĩa là bạn chỉ cần làm, bạn nghĩa, nó yêu cầu bạn chỉ cần làm 9 ngày thôi. Nhưng đây bạn làm 10 ngày thì sẽ bị quá tiến độ. Đúng không? Bị chậm tiến độ rồi. Thì bắt buộc là phải giảm lên xuống 9. Khi bạn giảm xuống 9 thì nó bị biến mất luôn cái cảnh báo cho mình đúng không? Đấy. 10 thì bạn lại bị cảnh báo ngay. Rồi tôi để 9 nhá, để không bị cảnh báo. Ok. Tôi xem lại. Thì tôi sẽ kết thúc video tại đây. Cũng khá dài rồi. Thì tôi sẽ tiếp tục các video khác và đi chi tiết hơn. Thì sau khi kết thúc video, sau khi bạn hoàn thành video này ấy, thì các bạn đã biết cách là lập danh sách các công việc của dự án. Bạn có thể thêm mới từ một file, hay có thể bạn có thể làm copy task từ một file, hay bạn có thể thêm mới task bằng tay, đúng không? Đấy. Cái tiếp theo là cái bạn cũng biết là làm sao là mình add công việc vào timeline như nào cho phù hợp. Hay là sau đó thì mình cũng tạo các sub task cho dự án rồi. Ok. Ok, hẹn gặp lại các bạn trong các video sau. Nếu các bạn có comment gì thì comment nhé, hoặc gửi email cho tôi sẽ trả lời các bạn sớm nhất. Thì cái file task name này, cái file công việc này, tôi sẽ upload và lên Google nhé, Google Drive, và tôi sẽ để link vào trong phần download của cái vào phần miêu tả của video này nhé. Các bạn có thể download và làm tương tự cho nó dễ. Ok. Thì hẹn gặp lại các bạn trong các video sau. Bye bye. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.